Audio Jungle. Chúng ta hãy cùng hướng về sân khấu để cho Ngân Hà nói đôi lời. Hôm nay chúng ta có một cái sự kiện rất là đặc biệt của những cái khách hàng thân thương và đặc biệt, đó là con của chú Thanh Sơn và cô Ngọc Ẩn. Chị Hà xin mời em Phượng. Có một chút bất ngờ, đó là chị biết là sinh nhật của em rơi ngày 8 tháng 7, nhưng mà thời gian đã qua rồi. Nhưng mà sinh nhật của em đây là tất cả món quà của mọi người, đặc biệt gia đình của em nè. Khi em về thì bố mẹ rất là khỏe mạnh và anh em rất là hạnh phúc vui vẻ chào đón em. Thì đó là món quà rất là tuyệt vời, không có gì tả nổi đúng không? Từ xúc động đúng không? Đây là quà của em, bó hoa và một chiếc bánh kem rất là ngọt ngào, tình cảm quê hương của gia đình. Thì xin mời em lên sân khấu hát một ca khúc niệm khúc cuối để gửi tặng cho tất cả mọi người và đặc biệt là gia đình của em. Xin mời em lên sân khấu. Dạ thưa các bạn, các con tôi đã về, trong đó có một đứa là sinh vào ngày 8 tháng 7, nhưng bây giờ đã đến là 22 rồi, 22 tháng 7 rồi, là không có còn nghĩ đến cái chuyện làm sinh nhật nữa. Nhưng mà sáng vừa rồi là gặp cô Hà, cô nhắc, tôi nhớ bây giờ thành ra bất ngờ phải đi làm mà bí mật không cho nó biết. Tới giờ này cô Hà mới cho nó biết. Thôi thì cũng bố mẹ cũng chúc cho con sức khỏe. Và khi về thì còn gặp bố mẹ trong những năm sắp tới. Ok. Cảm ơn các bạn. Joa di da di verse Joa di da di verse Verse Joa di verse Joa di da di verse. Trop bien. Cho tôi như cơn lũ
Tình